Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Trong chuyến đi này thì tôi phát triển được cái khả năng selfie. Thật ra là tôi cầm điện thoại và cái tay này nó không có chịu bấm trúng cái chỗ. Nhưng mà có quá nhiều cảnh đẹp, có quá nhiều điều thật là đầy ý nghĩa. Và mình chỉ muốn ăn nuốt, chỉ muốn ghi lại từng bước chân, từng địa điểm, từng địa danh. Bởi vì nếu chúng ta đã biết Chúa, đã đọc lời của Chúa, thì chúng ta thấy rằng tất cả những gì mà Kinh Thánh nói không bao giờ là xưa cũ, không có dư thừa một chút nào hết. Luôn luôn chi tiết, đầy đủ, và dù trải qua nhiều ngàn năm rồi, nhưng mà khi đến xứ thánh thì chúng ta sẽ thấy được, bằng cặp mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy lời của Chúa vô cùng đáng tin cậy. Lời của Chúa không phải là một cái quyển truyện hư cấu để chúng ta đọc cho vui mà thôi. Nhưng mà từng chi tiết được một đấng tạo hóa kiểm soát để sự việc được diễn ra rất là chính xác, rất là đầy đủ. Buổi sáng hôm nay thì là có lẽ một trong rất hiếm hoi những lần tôi đứng lên học lời Chúa mà không có kịp thì giờ để soạn slide. Và có rất nhiều điều ở trong lòng. Có lẽ là quý vị cũng đã theo dõi cái trang Facebook của tôi. Thì là cảm ơn Chúa là trong những ngày đầu thì chúng tôi chỉ muốn đưa lên một vài hình ảnh thôi. Nhưng mà nhiều bạn ở đây nhắn tin nói không có đã gì hết mục sư ơi. Thế là tôi phải làm kỹ hơn. Và cảm ơn Chúa là còn rất nhiều đề tài muốn chia sẻ với các bạn. Và tôi khích lệ đó là hãy dành một chút thì giờ. Hãy dành một chút thì giờ để xem qua. Bởi vì từng điều Chúa dạy dỗ chúng ta rất là quý báu. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta hãy xem một câu kinh thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu thứ 3. Sáng Thế Ký đoạn 12 câu thứ 3. Chúng ta hãy cùng đọc chung với nhau nếu quý vị mở kinh thánh ra. Nếu không thì tôi sẽ đọc ở đây. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước người. Rủa sả kẻ nào rủa sả người. Và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Chúng ta hãy để ý cái chủ thể hay là đấng mà nói những lời này là ai. Câu 1 thì nói rằng Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham. Ta đây chính là Đức Giê-hô-va, là Chúa hằng hữu, là đấng tạo nên cả vũ trụ này, là đấng có trọn quyền, đấng nắm lịch sử ở trong tay của Ngài. Nếu chúng ta nhìn lên bầu trời, nhìn vào vũ trụ, chúng ta sẽ thấy hàng ngàn những tinh tú khác nhau, được vận chuyển một cách rất là trật tự hài hòa. Và người ta nói rằng, nếu mặt trời gần trái đất hơn một tí nữa, thì là con người không thể sống được. Nếu mặt trời xa trái đất hơn một tí, thì con người cũng có thể không, cũng chắc chắn không thể sống được. Vậy mà chúng ta nhìn thấy sự vận chuyển như là một bộ máy vô cùng tinh tế, chi tiết, hài hòa, không thể sai chạy một chút nào. Chúa hằng hữu là Đức Giê-hô-va, đấng dựng nên mọi điều đó. Đối với người Việt Nam, đối với người Á Đông, thì người ta thờ bất cứ thứ gì. Thờ thần rắn, thờ thần tài, thờ một cái khúc cây, thờ một cái hình thù của một cục đá mà người ta cảm thấy bí ẩn và người ta đều thờ. Nhưng mà chúng ta biết rằng đối với người Do Thái thì người ta chỉ thờ gọi là độc thần. Dù là người Hồi giáo cũng vậy, người ta chỉ thờ một mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa.
buổi sáng hôm nay khi đọc lời này thì tôi muốn hỏi tất cả quý vị là những người đã thờ lạy nhiều năm rồi, đã đi nhiều chùa chiền, đã tìm hiểu nhiều tôn giáo. Xin hỏi có giáo chủ nào dám nói rằng ta là đấng sẽ ban phước cho người? Có không ạ? Nhiều khi chúng ta tưởng tượng và chúng ta nghĩ rằng ồ, đấng đó đó cao hơn mình, cho nên mình chạy theo, mình nhờ, mình cầu, mình cúng, mình khấn, may ra là sẽ nhận được phước. Nhưng mà nếu chúng ta truy nguyên lý thuyết các tôn giáo, các đạo, thì không bao giờ một giáo chủ nào, kể cả Phật Thích Ca, đều dám hứa rằng ta sẽ làm điều này cho ngươi, ta sẽ làm điều kia cho ngươi. Và buổi sáng hôm nay chúng ta đến với lời của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng, Ngài xưng danh của Ngài ra và nói rằng ta sẽ ban phước cho người. Cảm ơn Chúa. Đây là một lời đáng tin cậy. Chúng ta thử tưởng tượng mình bước vào một căn phòng, chúng ta cầm trên tay rất nhiều chìa khóa và yên tâm là nghĩ rằng ồ, thôi bây giờ mình bước vào phòng đó, mình cứ ôm đại một chùm chìa khóa, hàng trăm chìa khóa cho chắc ăn. Bởi vì nếu không dùng cái này để mở được thì chắc chắn cái kia cũng mở được. Nhưng mà như vậy có đúng không quý vị? Hoàn toàn không đúng chút nào. Cho nên á, chúng ta thấy ngày hôm nay những người buôn bán ở ngoài sạp hàng, buổi sáng hôm đó thấy khách ế quá. Chắc là từ sáng giờ đó, có ai đó bị cái gì đó xui rủi đi qua đây, thôi mình đốt đi, để giải. Rồi có người nói, hồi sáng giờ chưa trong địa uống cà phê, cho nên ông không có khéo khách vô. Và chúng ta biết rằng tất cả mọi điều đó chỉ là tưởng tượng của con người. Tôi rất thích một câu ở trong Thi Thiên 91, nói rằng, người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Phật Thích Ca nói rằng, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thật ra là thành đó là theo suy nghĩ của Ngài thôi, của ông thôi. Và chúng ta là Phật sẽ thành. Và Phật Thích Ca không nói rằng hãy theo ta, rồi sau khi chết ta sẽ đưa các con lên thiên đàng. Phật Thích Ca cũng không thể nào nói rằng ồ, các con đang gặp hoạn nạn, đau ốm, bệnh tật, nan đề trong gia đình, hãy cầu khẩn ta, rồi ta sẽ giải quyết cho. Chắc chắn là không hề có một giáo chủ nào như vậy cả. Nhưng mà chúng ta đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh thì chính Chúa nói rằng nếu người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Buổi sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý ông bạn chị em rất là nghiêm túc. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Chúng ta đang đến với một Đức Chúa Trời, một chủ thể có trọn quyền. Và lời hứa của Ngài, những gì lời dạy dỗ của Ngài được ghi lại, không phải là do ai đó tưởng tượng, không phải là do một ông mục sư nào đó hùa với nhau rồi vẽ vời, rồi làm cho nhiều người tin. Nhưng mà chúng ta đọc những lời này ngay chính từ lời của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước người. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đọc cả Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn Abraham. Dân Do Thái ngày hôm nay chính là hậu tự của Abraham. Và dân Do Thái là con của dòng chính, tức là con của người trưởng nam là Isaac. Dân Ả Rập là con ngoại hôn. Bởi vì chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký thì chúng ta biết là Abraham chờ Chúa lâu quá, Chúa hứa rằng ta sẽ ban cho con một đứa con trai, ta sẽ làm cho con trở thành một dân lớn. Nhưng mà thời gian qua đi, ông càng lớn tuổi, vợ của ông cũng không còn khả năng sanh nở nữa. Và Abraham nghe theo lời vợ. Bởi vì chúng ta biết là ngày xưa trong thời đó thì là người đầy tớ là ở dưới quyền của bà chủ. Cho nên một ngày kia Sarah nói rằng thôi ông hãy ăn ở với nàng hầu là Aga, biết đâu Chúa sẽ cho chúng ta có một đứa con. Và Abraham chỉ trong một giây phút thiếu tin cậy Chúa thôi, Abraham đã gần gũi với Sarah, với Aga, và Ismael đã được sinh ra. Chính cái điều đó đã gây ra mầm mống, cho nên
người Ả Rập, thế giới Ả Rập và người Do Thái cứ xung đột, cứ tranh chấp với nhau. Và chúng ta để ý đó, trong suốt cả lịch sử của thế giới, chỉ cần một thời gian ngắn chúng ta xem tin tức, chúng ta sẽ thấy những cuộc xung đột nổ ra liên tục giữa người Ả Rập và người Do Thái. Nhưng mà chúng ta hãy trở lại ở đây, Chúa hứa với Abraham là ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước người. Ai trong chúng ta muốn được Đức Chúa Trời ban phước? Cảm ơn Chúa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, không, tôi không cần. Chẳng lẽ cứ cầu nguyện, ngồi ở nhà suốt ngày cầu nguyện, rồi Chúa cho mình có tiền sao? Ngày tôi còn trẻ tôi cũng thắc mắc lắm. Tôi nghĩ rằng cầu nguyện, không có đi làm việc, chẳng lẽ Chúa mua gạo xuống cho mình sao? Chẳng lẽ Chúa đổ tiền xuống cho mình sao? Nhưng mà thật ra, khi Đức Chúa Trời ban phước, thì giống như là người Việt Nam chúng ta đó, nói rằng trời cho không thấy. Quý vị đồng ý không? Khi trời cho, thì nó đến bằng nhiều cách khác nhau. Khi trời không cho mà rút ơn của Ngài lại, thì tự nhiên có tiền đó, mà nó cũng ra đi lúc nào không hay. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta đều muốn nhận được phước từ nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta thừa nhận rằng, Chúa ơi, con không thể tự đem phước đến cho cuộc đời của mình. Dĩ nhiên là ai trong chúng ta cũng mong muốn phước lành cả. Vào những ngày đầu năm, chúng ta thích nghe những lời chúc tốt lành. Nhưng mà rồi thực tế ngược lại. Và buổi sáng hôm nay, Chúa nói rằng, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Đây là một lời hứa có điều kiện, phải không? Ở đây, lời hứa này dành cho Abraham. Và chúng ta biết là Abraham là tổ phụ của người Do Thái. Chúng tôi mới đi Israel, đi Do Thái về. Và chúng tôi có thể nói rằng có vô số điều để kể. Một cái bầu không khí trong lành. Quý vị nhìn thấy những cái bức ảnh đó, rất là đẹp. Bởi vì không hề bị ô nhiễm. Chúng tôi nên thăm một nhà máy sản xuất trái ô liu. Họ chiết xuất ô liu ra thành dầu, thành mỹ phẩm. Và họ nói rằng chúng tôi cố gắng ít dùng máy móc càng tốt. Bởi vì dùng máy móc thì sẽ làm cho chim trời đi xa. Và họ tuyệt đối là không hề có phân bón. Luôn luôn tất cả các rau quả đều là sạch. Bởi vì ngay ở trên bàn ăn đó thì chúng tôi thấy trên trái ớt vẫn còn dính một vài vết đất nữa. Nhưng mà tất cả đều là rất sạch sẽ. Bởi vì hoàn toàn không có chất hóa học, hoàn toàn không có thuốc như chúng ta ở tại đây. Và mình sợ. Cảm ơn Chúa. Sẽ có lúc chúng tôi sẽ chia sẻ thêm về tất cả nhiều điều đó. Rõ ràng là một đất nước được Chúa ban phước. Tuy nhiên, trong phạm vi của chúng ta buổi sáng hôm nay, thì tôi muốn chia sẻ đó là chúng ta làm cách nào để nhận được phước từ nơi Chúa. Lời hứa này rất rõ ràng, phải không? Đó là nếu ai chúc phước cho Abraham và con cháu của Abraham thì sẽ được Đức Chúa Trời ban phước. Cảm ơn Chúa. Lần trước chúng tôi đi thì đi với tính cách du lịch. Cho nên đến thăm những địa điểm đó mình đã từng đọc rồi, bây giờ tận mắt chứng kiến thì cũng rất là thích thú. Nhưng mà trong lần này thì đoàn của chúng tôi có đại diện của 12 quốc gia, gồm những mục sư, gồm những người lãnh đạo trong các hội thánh. Và cái nhà tài trợ cho chúng tôi đi trong chuyến này, khải tượng của họ đó là phải chúc phước cho người Do Thái. Bởi vì lời của Chúa nói rằng nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời ban phước thì mình phải chúc phước cho Abraham và cho dòng dõi của ông. Thật ra cái ý tưởng này tôi cũng đã nghe từ lâu rồi. Và lâu nay tôi cũng đã có cảm tình rồi. Nhưng mà trong chuyến đi này thì thật sự Chúa đặt lòng của tôi ở một mức độ hoàn toàn mới. Chúng ta hãy mở ra ở trong Roma đoạn 11 và chúng ta hãy xem. Roma đoạn 11, tôi xin đọc câu thứ 12. Nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian,
sự kém sút họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thịnh vượng của họ. Chúng ta biết, từ người Do Thái, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu mới được ra đời. Và nếu không có Chúa Giê-xu, thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ bị hư mất rồi. Không có Chúa Giê-xu, thì mọi tội lỗi của chúng ta đã phạm trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, không có cách để giải quyết. Nhưng cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã đến, Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Và cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu đã ra từ người Do Thái. Chúng ta biết là người Do Thái, họ vẫn còn vâng giữ tất cả mọi điều của Cựu Ước. Và có rất nhiều người ngày hôm nay, người ta am hiểu Kinh Thánh, Cựu Ước, nhưng mà người ta vẫn không chấp nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế. Chúng tôi đến thăm cái bảo tàng Holocaust. Ở đó trưng bày những hình ảnh, những sự kiện, một vài cái di vật của hơn 6 triệu người Do Thái đã bị thiêu sống ở trong những lò hơi ngạt trong Thế chiến thứ hai. Không thể cầm được nước mắt. Nhưng mà nếu chúng ta đọc ở trong Phục Quyền Luật Lệ Ký đoạn 28, thì là Chúa nói rằng, nếu các ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước. Ngược lại, nếu các ngươi không nghe, thì Đức Chúa Trời sẽ giáng tai họa xuống. Đó là điều rất rõ ràng. Sở dĩ người Do Thái phải đối diện với thảm cảnh 6 triệu người bị giết trong Thế chiến thứ hai, vì cớ họ đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, họ đã không vâng theo lời Ngài, họ đã chối bỏ Ngài. Và ở trong Roma thì nói đến hình ảnh đó là cây olive. Người Do Thái là cây olive. Và vì cớ họ chống nghịch Chúa, họ ương ngạnh, họ không vâng lời Chúa, cho nên Chúa cắt đi cái cây đó. Chúng ta thử tưởng tượng hình ảnh của một cái cây mà bị đốn hết cành này đến cành khác, chỉ còn chừa lại cái gốc thôi. Nhờ người Do Thái đã không vâng lời Chúa, cho nên những người không phải Do Thái, trong đó có người Việt Nam, có người Singapore, có người Campuchia, có người Đức, có nhiều dân tộc khác nhau. Và chúng ta đã được biết Chúa Giê-xu, cho nên chúng ta là những nhánh được tháp vào trong gốc olive. Và buổi sáng hôm nay, hãy suy nghĩ đến điều này. Nếu người Do Thái nhiều ngàn năm qua, vì tội lỗi của họ mà cả thế giới được biết Chúa Giê-xu, chúng ta được biết Chúa Giê-xu, chúng ta được phước, chúng ta còn có niềm hy vọng đời đời ở trong Chúa Giê-xu. Nếu ngày hôm nay, bằng cách nào đó, người Do Thái được phục hồi, được thịnh vượng, thì phước lành trên chúng ta sẽ gấp bội phần hơn. Như vậy, chúng ta cần làm gì? Chắc chắn, không phải chỉ cầu nguyện thôi. Cầu nguyện dĩ nhiên rồi, bởi vì có rất nhiều điều chúng ta không thể làm được mà chỉ có Đức Chúa Trời làm thôi. Chúng ta cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị rất là nhiều điều lạ lùng. Từ xa chúng ta nghĩ rằng người Do Thái đó, chắc ở đó họ không có tin Chúa Giê-xu đâu. Nhưng mà chúng ta thử tưởng tượng là một đất nước chưa tới 12 triệu dân. Chúng tôi đến một cái thành phố ở Jaffa, là một thành phố cảng nằm ở trên bờ của Địa Trung Hải. Chúng tôi đến nhóm ở trong cái hội thánh mà quý vị thấy bức hình hồi nãy đó, giữa người Nga, người Ukraine, nhóm chung với nhau. Rồi có một tiếng đồng hồ, rảnh rỗi, chúng tôi đi ra một cái khu mua sắm, cách đó chừng 100 mét thôi, thì lại có một cái hội thánh khác nữa, cũng tọa lạc ở tại đó. Đó là điều rất ngạc nhiên, bởi vì chúng ta nghĩ rằng, ồ, người Do Thái cứng lòng lắm, chưa có tin nhận Chúa đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa tôi được gặp một vị mục sư, ở Tel Aviv, thì ông cho biết là cho đến bây giờ, người Do Thái đã có 20.000 người tin nhận Chúa Giê-xu và có ít nhất là 500 hội thánh. Ngày càng có nhiều người Do Thái trở về với Chúa Giê-xu. Làm đi trong đoàn của chúng tôi, thì người hướng dẫn viên du lịch
Tại vì chúng ta biết là bên đó muốn được làm hướng dẫn viên du lịch thì phải được nhà nước cấp bằng mới được đứng vào trong cái nhiệm vụ đó. Thì anh là một nhà sử học, là một người rất yêu mến Chúa, chia sẻ lời của Chúa rất sâu sắc, kinh nghiệm tình yêu của Chúa. Và đây là điều rất là ngạc nhiên. Lần trước chúng tôi đi thì người hướng dẫn đoàn lại là một người Ả Rập, chỉ biết những cái câu chuyện kinh thánh thôi, nhưng mà không hề kinh nghiệm gì về Chúa cả. Và điều đó tôi muốn chia sẻ để nói rằng, ngày hôm nay Chúa đang phục hồi, chúng ta hãy nghe lời của Chúa ở đây. Cũng Roma đoạn 11, câu thứ 25. Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này. E anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi gia tốt. Ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ. Hình ảnh người Do Thái như là một cây olive, ương ngạnh bướng bỉnh, thờ lại hình tượng chống nghịch Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa đã hình phạt họ. Không có một dân tộc nào trên thế giới trong suốt lịch sử phải chịu nhiều đau đớn như người Do Thái. Nhưng mà nhờ đó thì Chúa đổi lại trở thành ích lợi. Chúa cắt họ một thời gian để Chúa tháp chúng ta là những người ngoại bang, để chúng ta được biết Chúa. Nhưng rồi lời của Chúa nói rằng Chúa sẽ phục hồi dân Do Thái, để lúc bấy giờ cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ thì cả dân Israel sẽ được cứu. Điều đó đang được diễn ra. Chúng ta là dân ngoại. Nhiều người đã được biết Chúa, các dân tộc đã được nghe phúc âm của Chúa Giê-xu. Và Chúa nói rằng, khi dân ngoại được nhập vào đầy đủ, Chúa lại phục hồi Israel một lần nữa. Cảm ơn Chúa. Hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn nhận được phước từ nơi Ngài. Dĩ nhiên, khi chúng ta dâng hiến, chúng ta được phước của sự dâng hiến. Khi chúng ta vâng lời Chúa, cụ thể như lời của Chúa dạy, chúng ta sẽ được chính Chúa ban phước. Đây chính là bí quyết, đây là mấu chốt để cuộc đời của chúng ta được phước từ nơi Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này. Có lẽ lâu nay chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ nghĩ đến mình thôi. Chúa ơi, con chỉ muốn Chúa ban phước cho con. Nhưng lời của Chúa nói rất rõ ràng, khi chúng ta quan tâm đến dòng dõi của Abraham, khi chúng ta quan tâm đến vận mệnh của tuyển dân Chúa, khi chúng ta yêu mến họ, Chúa sẽ ban phước. Nếu lâu nay chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chú ý đến một dân tộc xa lạ là dân Israel, là người Do Thái, thì chúng ta đã mất đi lời hứa của Chúa. Và đó chính là lý do mà Chúa chưa thể ban phước cho chúng ta. Chúa chưa ban phước cho hội thánh của Chúa như đáng phải có. Lời Chúa rất rõ ràng, rất cụ thể. Chúng ta muốn được phước từ nơi Chúa, và Ngài đem lời của Ngài đến để sáng hôm nay chỉ cho chúng ta thấy một phương cách nhận phước từ nơi Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ,
động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.